Ôi, phát hiện ra xương rồi kìa, có bộ xương rồi. Đống xương đây. Một đống xương luôn nha. Đây là công trình khai quật xương khủng long của bạn Xuân Thành. Đấy, quá trình khai quật này nó rất tốn rất nhiều thời gian nè. Đấy. Đây là bộ xương đang dần dần xuất hiện rồi. À, các bạn để xem nha. Xem nè, đây nè, bộ xương nè, bộ xương nó đang được khai quật ra nè. Đó, đã phát hiện ra cái đuôi rồi đúng không? Đúng. Này nè, đuôi nè. Đây nè, cái này giống như cái đuôi khủng long nè, đây là cái mình của nó nè, đây cái mình khủng long nhá. Ở đây thì bạn Xuân Thành đã khai quật được một số chi tiết nè. Đây. À, này là giống như cái đầu nó nha, có hàm răng nè. Đây nè, cái đầu khủng long nè. Rồi đây là xương nè. Đấy, thấy chưa, xương nè. Này giống như xương chân nè. Đấy, xương chân sâu đúng không? Xương trước thì nó ngắn. Rồi một số cái chi tiết khác nữa nè. Rồi sau khi mà bạn Xuân Thành khai quật toàn bộ cái công trình này thì sẽ lắp ráp lại cho mọi người xem thử là nó là cái gì nha. Đây, quá trình khai quật vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Rất là nhiều cái chi tiết đang nằm ở phía dưới đống đất đá này. Công trình này khi nào xong con? Chưa thể biết luôn hả? Vì sao là chưa thể biết? Lâu lắm hả? Rất là nhiều chi tiết nha. À, rất là nhiều chi tiết nha. Trình thay một tháng nào một tháng. Như vậy là quá trình khai quật tìm xương khủng long đã kết thúc rồi nha các bạn. Đây là kết quả nè. Đây, tất cả những xương được ngâm trong này, sau đó được rửa sạch. Và sau cái quá trình đó thì bắt đầu sẽ lắp ráp lại thành một con khủng long hoàn chỉnh nha. Cái quá trình này mất hết bao nhiêu lâu con? Khoảng tầm 1 tiếng nữa hả? Rồi, như vậy là cái quá trình tiếp theo sẽ là cái quá trình rửa sạch xương khủng long nha, để mà lắp ráp thành một con khủng long hoàn chỉnh. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi phơi cho nó khô trước khi là lắp ráp thành một con khủng long hoàn chỉnh nha các bạn nha. Rồi bỏ tất cả xương qua đây, rồi mình sẽ mang ra nắng mình phơi một chút cho nó khô. Rồi. Để đâu? Rồi mang ra nắng vào đây nè, đây nắng này, đấy mang ra đây. Rồi đây, mang ra đây. Rồi
để đây đi, đúng rồi, để đây đi, để trên cái thùng kia cho nó sạch, đúng rồi, để nó đi. Rồi mình sẽ phơi đây một chút nha. Đây, phơi cho nó khô rồi bắt đầu lắp ráp. Xin chào các bạn, như vậy là quá trình phơi xong rồi, giờ đến quá trình lắp ráp khủng long các bạn nha. Rồi mình sẽ lắp ráp cái đầu trước. Đây, hai cái đầu nha. Đây, ở mỗi bộ phận thì nó có cái khe nè, nó có khe với những cái chốt như thế này nha, để mình lắp ráp vào. Đây, chúng ta sẽ lắp ráp cho đúng thì nó sẽ khớp và nó sẽ cứng nha. Đây nè các bạn thấy ha. Rồi mình được cái gì rồi? Được cái đầu. Đây, đây cái đầu nha, được cái đầu rồi nè. Bây giờ tiếp tục mình sẽ lắp ráp những cái bộ phận khác nữa. Đây mình gắn cái miệng nó vào nha. Đây, miệng. Rồi tiếp theo là cái bụng đúng không? Đúng. Đây cái bụng. Đây cái đuôi nữa, ráp cái đuôi vào. Ủa, cái đuôi này lấy cái gì ráp vào? Đó, nó có cái khúc đó để ráp đuôi đó. Mạnh vào, đây. Rồi coi nó đúng lỗ chưa? Đúng lỗ rồi. Rồi mình lấy rồi mình bây giờ mình sẽ gắn cái đầu vào đi. Cái này nó chưa khớp này. Mình không dám mạnh tay á. Sửa này lại. Rồi. Còn cái chân. Cái một cái phần đuôi nữa đây, gắn bên này. Phần đuôi gắn bên này nha. Đây, phần đuôi gắn bên này nè. Rồi gắn vào đi. Ui, phải không? Không, gắn ở dưới này. Đây. Gắn vào. Ui con này đuôi dài quá. Ghê vậy. Cái này rồi, tiếp theo. Rồi gắn cái tay vào. Bơi gắn nhẹ rồi xong gắn tay. Rồi đúng rồi. Đây là dính ở phía trong, phía dưới này. Đây. Đây, tay gắn ở phía dưới nè. Đồ mình cứ tưởng cái này là cái chân không à. Rồi giơ lên cho các bạn xem nè. Rồi đi nè, đi. Ok, rồi